Pháp đã lên tới đỉnh dịch trong đợt lây nhiễm thứ 5. Theo lời Bộ trưởng Y tế Olivier Véran loan báo ngày 14 tháng 12, Bộ trưởng Pháp cho hay nước này mỗi ngày có thêm 50.000 ca nhiễm COVID. Đây là tỷ lệ lây nhiễm cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu cho tới nay. Đầu tuần này, Pháp ghi nhận số ca nhiễm hàng ngày trung bình trong một tuần là 48.879 ca. Số người hiện đang nằm bệnh viện vì COVID là 14.527, cao nhất kể từ đầu tháng 6 tới nay. Pháp ngày 13 tháng 12 báo cáo trong 24 giờ qua có thêm 231 người thiệt mạng vì COVID, trong khi số bệnh nhân phải nằm phòng hồi sức tích cực tăng thêm 150 người, nâng tổng số lên thành 2.752 người.